Đây là thành quả hôm nay đi câu của em với ông em đây. Đây là riêng kết quả của em nhé. Còn kết quả của ông em thì tí chốc nữa các bác xem đoạn video sau nhé. Hôm nay đánh thì toàn trôi thôi. Đấy, hôm nay đi xa đánh bắt xa bờ các bác nha. Đây, trôi đây các bác nhìn này. Dép của em đây. Đây. Đây, chiếc dép của em nhé. Chân em to đùng vật vã nha các bác nhìn này. Còn chưa kín hết người này. Đấy. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với em nhá. Đây là mồi siêu trôi của Giang Trường nhá. Giang Trường Fishing. Đấy, còn đây là mỡ cá chép con. Cá chép này vào nhiều lắm nhưng toàn chép con thôi. Trôi ra cụ nhá, cụ câu đài này ấy cần cong như vó. Vâng đấy, anh ở đâu? Đi đường vôi tao đi đường ấy tao điên. Đây thành phố ra người ta lên đầy. Dòng con này nhá, lấy con này lên này nửa tiếng con này. Nhìn cần nhỉ. Lâu lắm. Mày lấy được con cá này. Chưa. Chào khách nha. Lại đông không? Đông lắm. Vẫn như hôm qua. Thầy hôm qua đánh ở bên cái đường mấy con. Bạn Nguyên của thầy hôm qua phải làm khuyến mại cho ổ mồi làm hai chấm trắng để hôm nay để tái sản xuất rồi. Ông khóc quá, hôm qua chủ hồ phải làm cho ổ mồi làm hai em Ngọc Trinh trắng luôn 8 cân về để hôm nay lấy tiền để tái sản xuất. Qua về sau là cười cả đêm cả nhìn cần người ta đấy, đấy cần người ta đến lầy cần đấy cần đấy cần đấy đấy. Con này đâu tầm nhìn đâu cần đấy 6 cân rồi. Ôi rồi cần này cần này. Ôi rồi cần này. Anh em chơi đồ với xô nó cười
Mấy cái cần. Cầm mố là dây cước. Thầy khai ngày thế mấy ngày này thầy đi đánh cà phê ở bên ngoài đi hồ mình đông lắm mà đừng. Ừ, tối sang là được ấy. Ôi cần chấm trắng à? Ui, cái máy cái nó giật tung lên đi ra. Kìa rồi lên luôn đi, lên luôn đi. Vào, đã vào. Quá khủng. Trời quá khủng. Cần dã man. Trời. Chuỗi có gì mà nó phá ra cái gì? Trôi nha cụ nha, ấy hai cần thủ rồi, làm hai em trôi. Tiếp tục có cá nha cụ nha. À đủ đấy nó dòng còn lâu.
vân nhìn kìa, lên liên tục kìa. Lại là cần thủ câu đài, lên con thứ ba cần thủ ở Bắc Giang đây mà bây giờ lại lên con nữa mà. Lại là đội câu đơn lên lên diệt dã từ sáng rồi, chỉ trôi rồi. Không, con này chấm trắng rồi. Chú nó cũng thích cái mùi đấy à? À thích mà. Chào nhá. Con này chấm trắng hay là trôi? Giáo sư Ngọc cũng có quà mang về cho vợ nhá, hai anh em là giáo sư Ngọc nhá. Nay không cho anh em này câu à? Ủa, à. Bố con gì kia? Đâu? Thì kia kìa. À. Xuống rồi á. Kia kìa, lúc vẫn đang ở đứng ở kia kìa. Kia. Cái phao. Không phải, ở dính mặt nước kia kìa. Anh em. Được chưa? Quay cái đội này mà tốn pin lắm, lấy hàng tiếng mới được con cá. Ui dồi, to lắm con kia. 4 cân. Đội này tuyền trôi thôi. Ấy rồi ơi. Lại là cần thủ tụn nhá. Cần thủ đệ tụn đến từ Hồng Kỳ được một đen một chấm trắng. Bây giờ là anh ta lại đang dòng tiếp con cá gì đây? Ăn rồi. Lại bong mất rồi, tún lại bong mất rồi. Ngoài ngoài vào đấy. À. Rồi. Đây, hai anh em hôm nay đi chinh chiến này. Đây là cậu em rồi này. Đấy, trôi củ anh em nhá, nhìn dép này. Đây dép này. Đấy. Con này chắc phải 4-5 cân gì đấy. Đây. Con chép con rất nhiều. Đấy, con chép lại được 5 lạng ấy. Không bé đâu. Đây còn đây là hàng của em đây. Đấy, ba chú. Còn đây chép con này. Rồi sướng chưa? Tê chưa? Tê chưa? Bỏ đồ
nhất là thùng được. Bỏ đồ ra để treo ngoài thôi. Họ đi câu anh em nhé, đi xa gần hơn 40 cây. Đấy. Chinh phục cái hồ này đây. Cũng không đến nỗi tồi lắm. Hai anh em thì nói chung là có quà mang về, không móm. Hôm nay cậu em tuổi đẹp nhất hồ. Đẹp trai nhất hồ đấy. Mẹ con này nếu tính đầu to hôm nay mà phi cân thì khéo mẹ còn hơn cả mấy con chấm đen đấy. Nha. Tôi này già lắm rồi đấy. Con này già đời lắm rồi đấy. Mà con này có chửa đấy. Nam ạ. Con này có chửa đấy, bụng trứng đấy này mà.